Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lại người. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi hỡi Bethlehem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chân dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bây giờ vua Hê-rô-đê bí mật về các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hề nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lại người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bây giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hề nhi ở mới dừng lại. Trong thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà thấy hề nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lại người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, vừa mới nghe Thánh Matthew kể chuyện ba đạo sĩ từ phương Đông đến Bethlehem để thờ lại Chúa Giêsu hài nhi. Và năm nào đến ngày lễ Hiển Linh thì anh chị em cũng nghe bài tin mừng này. Tôi đoán là có nhiều người thuộc lòng luôn. Và ở trước nhà thờ chính tòa chúng ta hướng về hang đá thì thấy có ba con lạc đà to lớn lắm. Rồi có ba ông đạo sĩ cưỡi lạc đà đến viếng Chúa Hài Đồng. Câu chuyện rất là dễ thương. Thế nhưng thưa anh chị em, Thánh Matthew kể câu chuyện này không đơn giản chỉ là kể về những gì nó đã diễn ra. Nhưng mà trong cách kể chuyện của Ngài, Ngài còn muốn gói ghém ở đó những suy tư, những bài học cho đời sống đức tin của chúng ta. Thế cho nên có lẽ hơi dài một chút, nhưng mà tôi xin anh chị em chịu khó nghe. Chúng ta tìm hiểu xem là Thánh Matthew muốn nói cái điều gì trong câu chuyện rất là thân quen này. Hiển Linh là gì? Hiển Linh có nghĩa là Thiên Chúa tỏ mình ra. Vậy thì Thiên Chúa tỏ mình bằng cách nào? Câu hỏi đầu tiên đặt ra ở đây là tại sao ba ông đạo sĩ mà chúng ta quen là ba, gọi là ba vua đó, ông ở tuốt ở phương Đông xa xôi mà bây giờ ông mới cất công ông đi tìm đến tận Bethlehem để ông mới thờ lại Chúa Giêsu hài nhi. Tại sao vậy? Chính các vị đó trả lời thế này này: chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương Đông.
nên chúng tôi đến bái lạy người, thấy ngôi sao. Ngôi sao là một vật thể trong thiên nhiên, và trong vũ trụ mênh mông bao la này có hàng tỷ ngôi sao. Và cái vũ trụ mênh mông bao la mà lại rất đỗi hài hòa này, có phải tự nhiên nó có không thưa anh chị em? Cái bàn thờ này có phải tự nhiên có không? Cái ghế anh chị em ngồi có phải tự nhiên có không? Phải có người làm ra chứ. Có phải ngẫu nhiên mà nó có không? Bây giờ tôi lấy 7 nốt nhạc, tôi tung lên trời, rơi xuống đất, tự nhiên nó thành bài hát đêm thánh vô cùng. Có không? Ngẫu nhiên. Những cái chuyện đơn sơ như vậy mà còn phải có tác giả, có người làm ra. Huống chi cả cái vũ trụ mênh mông bao la mà rất đỗi hài hòa này, để chúng ta có thể sống, có thể hít thở từng giây từng phút được. Phải có đấng làm ra chứ. Đấng tạo hóa. Mà không chỉ người Công giáo chúng ta, mà tôi nghĩ rằng phải đến 90% người Việt Nam tin vào ông trời là vậy. Thế rồi Thiên Chúa tiếp tục tỏ mình bằng cách nào? Ba đạo sĩ tới Jerusalem thì ngôi sao biến mất. Họ mới vào để xin ý kiến của ông vua Herodê. Herodê mới triệu tập tất cả những kinh sư thượng tế ở trong thành lại để hỏi. Thì người ta đưa ra câu trả lời thế này: là tại Bethlehem miền Giuđa, vì trong sách tiên tri đã chép rằng: hỡi Bethlehem miền đất Giuđa, ngươi không phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi mà vị lãnh tụ chân dân Israel, dân ta sẽ ra đời. Thế tôi hỏi anh chị em, người ta trích cái câu này ở đâu? Ở trong Kinh Thánh. Kinh Thánh là nơi Thiên Chúa tỏ mình cho chúng ta. Anh chị em và tôi nhìn ngắm vũ trụ mênh mông bao la này, mình có thể nhận ra rằng phải có Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Đúng rồi. Mình có thể nhận ra Thiên Chúa là đấng quyền năng vô cùng, khôn ngoan vô cùng. Đúng rồi. Nhưng chúng ta có thể biết được Thiên Chúa nghĩ gì, Thiên Chúa mong ước gì, Thiên Chúa có dự định gì cho thế giới này không? Mình có biết không? Tôi xin lỗi anh chị em đang ngồi sát nhau, hay những người bên cạnh, anh chị em có biết người ta đang nghĩ gì không? Người Việt Nam mình có câu là sông sâu còn có kẻ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Sao không biết được. Tôi xin lỗi nữa, ở đây có nhiều cặp vợ chồng, vợ chồng gắn bó mật thiết với nhau như vậy đó. Nhưng mà liệu có biết nhau hết sức là đầy đủ không? Sống với nhau 24/24 tiếng mà có biết nhau từng chút một được không? Người Việt Nam mình nói là đồng sàng dị mộng, nằm chung giường nghĩ khác nhau, mơ khác nhau. Ông ấy mơ ai tôi không biết, bà ấy mơ ai tôi cũng không biết. Nhưng mà đấy, ngay với con người sờ sờ trước mắt mà chúng ta còn không biết, huống gì đối với Thiên Chúa, làm sao mà biết Ngài mong ước cái gì, Ngài có dự định gì cho thế giới. May mắn là Chúa tỏ ra cho mình ở đâu? Ở trong Kinh Thánh. Cho nên Kinh Thánh là cuốn sách ghi lời của Thiên Chúa. Và như thế thì chúng ta hiểu tại sao mà các Kitô hữu người ta quý trọng Kinh Thánh như vậy. Mỗi một Chủ Nhật tôi giảng cho anh chị em là tôi dựa vào đâu? Tôi dựa vào Kinh Thánh. Chứ tôi có dựa vào sự khôn ngoan của riêng tôi đâu. Mà chưa hết, Thánh Matthew kể tiếp chuyện. Sau khi gặp vua Herodê rồi, các đạo sĩ tiếp tục lên đường thì lại thấy ngôi sao xuất hiện. Và ngôi sao tiếp tục dẫn đường cho tới Bethlehem. Và Thánh Matthew viết rõ như thế này: ngôi sao lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hải nhi ở mới dừng lại. Và trông thấy ngôi sao họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà thì thấy hải nhi với thân mẫu là bà Maria. Họ sấp mình thờ lạy người. Anh chị em thấy không? Từ thiên nhiên vũ trụ mênh mông này,
dẫn chúng ta tới Kinh Thánh, từ Kinh Thánh lại dẫn chúng ta đến với Hài Nhi Giê-xu. Hài Nhi này cũng như bao đứa trẻ sơ sinh khác, bọc tã nằm ở trong cái máng dành cho súc vật, có gì đặc biệt đâu. Thưa, rất đặc biệt, bởi vì Hài Nhi này là Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta. Và chỉ nơi đấng được gọi là Giê-xu Ki-tô Nazareth này, chúng ta mới có trọn vẹn chân lý về Thiên Chúa, về con người, chân lý ban sự sống. Cho nên Chúa Giê-xu phải là trung tâm điểm đời sống đức tin công giáo của chúng ta, thưa anh chị em. Một bài giáo lý rất là sâu sắc của Thánh Matthew dạy chúng ta qua câu chuyện rất quen thuộc này. Từ nãy tới giờ tôi nói với anh chị em những chuyện đó là trên bình diện lý thuyết. Trong thực tế mình phải đặt câu hỏi, vậy thì mỗi chúng ta đón nhận Chúa Giê-xu như thế nào? Cũng Thánh Matthew khi kể câu chuyện này, Ngài nói đến ba người tượng trưng cho ba thái độ đối với Chúa Giê-xu. Thứ nhất là các đạo sĩ, họ ở tận phương Đông, chúng ta gọi là ba vua, và qua những tác phẩm mà họ dâng lên Chúa Giê-xu thì chắc họ là người giàu có lắm. Nhưng mà khi thấy Chúa tỏ mình ra, họ sẵn sàng bỏ hết mọi sự, bỏ cái cuộc sống ổn định sung túc để lên đường bước vào một hành trình xa xăm và gian khổ để mong tìm được Chúa Giê-xu Hài Nhi. Họ tượng trưng cho những con người tha thiết đi tìm chân lý trong cuộc sống, dù có phải chấp nhận những hy sinh từ bỏ lớn lao. Thứ hai đó là ông vua Hê-rô-đê. Ông này thì bề ngoài có vẻ ngon lành lắm, số sáng lắm. Ông ấy mời các thượng tế kinh sư ở trong thành đến để hỏi xem là vua dân Do Thái mới sinh thì ở đâu. Rồi ông căn dặn các đạo sĩ là bây giờ các ngài cứ đi đi, rồi khi đã tìm thấy thì quay trở lại đây báo cho tôi biết để tôi cũng đến thờ lại. Bên ngoài thì ngon lành lắm, nhưng mà giống như người Việt Nam mình vẫn nói đó, nói vậy mà không phải vậy. Trong lòng nó tính toán cách khác, trong lòng cả một bồ rau găm, sẵn sàng tìm cách giết Hài Nhi Giê-xu cho bằng được. Mà trong thực tế, anh chị em nhớ câu chuyện các thánh anh hài đó, ông đem quân tới Bethlehem giết bao nhiêu trẻ thơ vô tội ở vùng đấy. Hê-rô-đê là hình ảnh của những con người chỉ biết đến quyền lực, địa vị, lợi nhuận và sẵn sàng đánh đổi tất cả. Và thứ ba là những thượng tế kinh sư, họ giỏi kinh thánh lắm, họ mở kinh thánh đọc vênh vách vậy để trả lời cho thắc mắc của các đạo sĩ, nhưng mà biết vậy thôi, còn đi thì tao không đi, tao cứ ở nhà, đi vất vả quá. Ba hạng người, ba thái độ sống, ba hạng người đó khiến chúng ta suy nghĩ về cuộc sống ngày hôm nay. Thưa anh chị em, có những anh chị em mà chúng ta gọi là người ngoại đạo, nhưng thực sự họ rất thành tâm tìm Chúa và họ cố gắng ăn ở ngay lành theo tiếng lương tâm, rất đáng quý. Chúng ta phải cầu nguyện để một lúc nào đó họ nhận biết Chúa một cách rõ ràng. Rồi kế đó, mình là Kitô hữu, người tin vào Chúa Giê-xu Ki-tô rồi, nhưng mà coi chừng đấy, biết đâu mình giống ông vua Hê-rô-đê, mình không có tha thiết gì với cái mầm sống Giê-xu ở trong con người mình khi chịu phép rửa tội. Mình chỉ muốn sống theo tình tư dục, theo những tính toán tự nhiên, theo những cái dục vọng bản năng thấp hèn. Mình không có tha thiết gì để nuôi dưỡng cái mầm sống Giê-xu trong lòng mình. Hoặc là chúng ta có thể rơi vào tình trạng của các thượng tế, các kinh sư, hiểu biết giáo lý, có khi là học hỏi kinh thánh nữa, nhưng mà học vậy thôi, biết vậy thôi, chứ còn thực hành thì không, bởi vì mệt quá,
đòi tôi phải hy sinh từ bỏ nhiều quá. Như vậy thì thưa anh chị em, câu chuyện mà Thánh Matthew kể cho chúng ta nghe không đơn giản chỉ là một câu chuyện nghe cho nó vui tai, một áng văn hay. Những câu chuyện này hàm chứa lời chất vấn đời sống đức tin của chúng ta, đồng thời mời gọi mỗi người trong chúng ta cùng với ba đạo sĩ từ phương Đông hãy đến thờ lạy Chúa Giêsu hài nhi, có nghĩa là tin nhận Chúa là Chúa và là chủ cuộc đời của mình. Chỉ có ông chủ này, ông chủ mang tên Giêsu Kitô Nazareth này, Thiên Chúa làm người, mới là ông chủ chỉ cho chúng ta thấy con đường của sự thật và con đường dẫn đến sự sống. Amen.